Câu chuyện của cái quả hôi nách này, ngồi ngay ngắn vào đây kể chuyện. Ngồi thẳng người lên. Ngồi lên. Đây cho ngồi dịch ra sau này mà dựa này, hay đổi ghế vợ cho ngồi ghế dựa. Thôi rồi. Đây, ngồi ngay ngắn kể chuyện đây, cái thành phần này không thể chấp nhận được. Đây nhá. Tôi như lúc nãy là tôi đã nói rồi, ông này ông không hiểu sao ông rất là coi thường vợ. Tôi đã bảo là tôi làm spa rồi, xong tự nhiên một hôm ông anh đi lên bảo mình là vợ vợ thì vợ có biết cái công nghệ mà nào, cái công nghệ mà bắn laser để nào. Ok, kể đi. Nhưng mà ngồi mặt không kể nghiêm túc. Xong mình bảo là anh bảo mình là vợ có biết. Anh bảo là vợ có biết cái công nghệ bắn laser để trị hôi nách không? Thì mình mới bảo làm gì có công nghệ nào bắn laser để trị hôi nách. Chỉ có bắn ánh sáng này. Lắng ơi. Kể đi đây này. Kể đi. Xong mình mới bảo là làm gì có công nghệ nào mà bắn laser để trị hôi nách mà chỉ có cái công nghệ. Đùa em không đùa đâu. Anh có được ra em đi. Anh cứ lắc lắc cái chung như dở hơi. Nào đẹp trai đi xinh nào. Ngồi im xinh đi. Nào trông. Thế xong rồi là anh ấy mới bảo mình là vợ có biết cái công nghệ mà bắn laser để trị hôi nách không? Thì mình bảo là làm gì có cái bắn laser nào để trị hôi nách. Người ta chỉ có bắn laser để triệt lông nách thôi. Ông anh cãi, xong lại còn nói với mình một câu là mình rất là tự ái luôn. Lại kêu là chứ. Làm rồi. Bắt đầu thấy người ta kể xấu. Ông anh bảo mình là con vợ này đần đấy. Tuy nhiên bảo con vợ này, bảo là con vợ này ngu ấy. Bà làm spa mà bà không cập nhật công nghệ. Ui, nói câu mình bị bực mình ấy. Tại vì mình cũng là một người mà chăm kiểu cập nhật công nghệ với cả kiểu đi học về các cái mới nhất rồi. Ông anh lại bảo mình là mắt lú luôn, nhìn mắt lú luôn. Nào thì có để im người ta kể chuyện không? Thế xong rồi anh ấy bảo chị là kể đây. Xong rồi là anh bảo chị là con vợ này chả biết cái gì về spa cả, làm spa mà không học hành, không biết một cái gì hết. Ôi hôm đấy chị tự ái dã man. Xong rồi là hôm đấy chị bảo là thôi được rồi, thì nếu như mà anh bảo là bà chị của anh làm, anh bảo bà chị của anh làm. Thế xong chị bảo là bây giờ nếu mà muốn chị hôi nách ấy, muốn lắm ơi. Hello em Toàn Vẩu nhá. Chào hai anh chị chào em với. Hello em Toàn Vẩu. Thế xong ông anh bảo là bà chả biết cái đéo gì. À biết cái thằng cu mà mọi người biết. Chụp đi nhanh lên. Mọi người biết cái thằng cu trẻ con mà đi đến lớp cắt tóc xong rồi về nó nói chuyện với mẹ nó và bảo là các bạn thì biết cái đéo gì không? Ông anh này suốt ngày bảo mình là em thì biết cái đéo gì. Thế xong rồi hôm đấy mình bảo là em nói thật, không có một cái gì trị hôi nách ngoài ví dụ như anh đi đến spa người ta chỉ có tiêm cái botox vào cái tuyến mô hôi nách. Hiểu không? Vẫn nhất quyết là không nghe, vẫn bảo là bà không biết một cái gì về công nghệ hết. Con vợ này không biết một cái gì về spa, xong cứ đứng ở cái bĩu mồm ta kêu em thì biết cái đéo gì. Em thì biết cái đéo gì. Thế xong rồi là mình bảo là ok, thế thì bây giờ cái chỗ của chị anh là cập nhật công nghệ cao đúng không? Thế ngày mai đi bắn đi, kiểu mình cũng dỗi. Lòng e. Không thể kể được. Tao điên thế nhở? Ăn đá đi. Chồng ơi, chồng mới điên à? Tao không thể kể được. Thế xong rồi. Thế không kể được. Trang ở đây có chổi không? Lấy chị cũng chổi đấy. Thì đốt kìa. Thế chồng, anh có để em kể đâu? Đây kìa đi.
đưa đây. Ngồi im. Thế xong rồi. Thế nó mới cay hả? Mình phá không được thì mình thế nó mới cay. Nào dội đấy. Xóa nickname bây giờ. Nhìn lúc anh Long nhăn mặt lên nhìn cho anh thì giống. Trông như con khỉ. Ờ như con khỉ đột đi. Ờ trông như kiểu lúc nào cũng bây giờ bảo mình lên Ngô Kinh, trông mặt kiểu trông như khỉ lai đứa ơi. Giờ béo rồi. Trông mặt anh như kiểu khỉ lai đứa ơi. Ôi mẹ đưa tiền giấy từ nãy giờ vẫn chưa phải. Phải 15-20 phút rồi mình nhờ cầm mút lên mà từ nãy giờ chưa thấy đâu cả. Mẹ đi mẹ còn phải nói chuyện. Đây xong mày kể nốt cho. Thống cho chồng ơi, chồng đếm cho vợ cười đi. Tập điên thích không biết được nữa. Cứ đi, cứ đi. Tao phát điên đi. Ờ, giống tôi cũng không, chồng chán đời. Kể đi chị ấy. Thế xong. Đấy, cái anh để gì thì không kể. Thì đấy, để im được người ta kể. Xong rồi đến hôm sau, ông anh, mình bảo là ông anh. Đấy, tao bảo rồi mà, có để tao kể đâu. Em thể kể được. Ôi bọn nó bảo anh bị vong nhập kìa. Nên nhéo chịu được. Xong mình bảo là thôi. Thôi bực kệ, không nhìn nữa. Thì mình mới bảo là thôi. Em nhéo đùa. Em có đùa đâu. Em ở trong anh kiểu đúng phát ra game luôn ý. Anh con đang xin tỏ lòng bà là game lòng bảo vậy đây. Thì xong rồi là mình bảo là thôi nếu như mà cái chỗ của chị anh mà công nghệ cao thì mai anh đi đi, mai anh đi chỗ chị anh đi, em chả biết cái gì, ok em không biết cái gì, em chả biết cái đéo gì cả. Xong các bạn biết như nào không, ngày hôm sau đến tầm giữa trưa chụp ảnh cho mình, vợ ơi anh đau quá, tiêm hết cả nách của anh rồi. Ông anh bị lên xong rồi cuối cùng mình nghĩ ông anh lại nghĩ là kiểu được bắn laser gì, kiểu bảo là bắn laser nhẹ nhàng lắm, bắn laser là hết hôi nách. Sau lên nhá, bị đè ra cạo sạch lông nách luôn, trông như cạo như lợn luộc ấy. Xong rồi là ủ tê xong cũng đè ra để tiêm. Mình đã bảo là y như rằng là kiểu nằm xuống để tiêm vào cái tuyến môi nách ấy. Ông anh vẫn nhất quyết là không nghe. Xong bảo mình là con vợ chẳng biết cái đéo gì về spa cả. Công nghệ người ta cập nhật rồi thế này thế kia. Xong hôm sau cậu bị đi sang bị đè ra tiêm nhá, nách về hôm sau tím bầm luôn. Để tí nữa mình áp cái quả nách của anh Long lên cho mà xem. Cái thằng cũng view á. Thằng cũng view thì để tí nữa khi nào chị Vân về thì tầm 11-12 giờ đêm anh Lai anh sẽ kể chuyện thằng cũng view cho mọi người nghe. Không kể luôn đi. Thôi. Nói chuyện khác. Nói gì? Mẹ về rồi. Anh Long là anh không tin. Em vừa gọi đấy. Xong rồi anh ấy kêu trước đây không phải là tiêm Botox. Tại vì bọn chị là làm, bọn chị về làm về spa chị biết mà, tiêm Botox thì nó mới giảm cái phát triển của tuyến môi nách thì nó mới đỡ thôi. Đây không phải là, biết mọi người đây ở đây có bao nhiêu chị em biết về làm đẹp với làm spa không? Biết anh ấy nói gì không? Đây không phải là tiêm Botox, đây là tiêm tinh chất hoa nhài vào nách. Vai cả trưởng bây giờ nách vẫn khú. Ôi con sông quê, ở quê dã man luôn, ông anh quê. Anh vợ ơi kìa. Kìa, cho chú con lại gọi kìa. Làm gì gọi cho nó, chồng chả hắn đâu. Cái này mày cứ khó tính nha, làm quen thì làm sao. Mày phải mở lòng ra, mày mới đón nhận được những cái tình yêu, những người yêu thương mày chứ. Hả? Cho chú con về trang mình đặng viên để tên tiểu sử cho chú con. Ừ, sẽ đi mà. Cho chú bé con. Cho em chừng nước chị. Châu chấu con. Châu chấu ơi. Châu chấu đến gặp Vicky. Mọi người hỏi anh Long ấy. Gặp Vicky rồi lại đến từ tèn ten đến tít tít. Vicky bóng chảy lắm em ạ. Vicky chụp Vicky bóng hiện tại, Vicky bóng đang không đánh son. Chị đưa Vicky bóng đi làm nail đi á. Anh Long anh ấy treo giải 5 triệu chỉ để một bộ bóng màu đỏ trong vòng một tuần mà Vicky bóng không chịu làm. Vicky bóng chưa bằng váy bao giờ luôn. Hôn môi đi chị. Mấy ông mấy bà này cứ thích ngồi xem hôn nhau nhỉ.
Chị hôn anh Long. Doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Đấy. Đấy, mấy thằng cận mà ngày xưa mà mấy thằng kiểu bơ bơ lác lác mà khi được gái hôn thật hạnh phúc. Đấy, kiểu kiểu này. Hai anh ấy dượng thế? Bị ngáo. Chắc thế là gì? Trăng sáng. Bị dồ à? Nhìn vào đây đi, thì cái đăng like thì cứ trăng sáng không? Lúc nào cũng thích UFO với cả là người ngoài hành tinh thôi. Ờ, với cái bóng chảnh em ạ. Gái sang cái chảnh mà. Ôi, ôi, ôi. Barbie Neme á. Ui. Barbie Neme, Vicky Bóng ơi anh yêu em. Ui. Ôi, nhơn. Ôi, ôi. Anh vợ quay mặt vợ em đi kìa. Cái gì đấy, ông nào đấy? Hai ca ba thì sánh vai làm sao được với Vicky Bóng. Thế rồi thì có khi anh làm với em đâu. Hiểu. Vicky Bóng không 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 muốn lộ 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 diện em ạ. Mày hợp tuổi bao nhiêu xem bao nhiêu chả? 2000 là tuổi bao nhiêu nhỉ? 2000 là rồng thì nó hợp. Rồng thì tuổi rắn. Hợp 98. Ờ, ai 98 tuổi hổ, mệnh thổ thì gặp Vicky Bóng nhá. Ôi Vicky Bóng ơi mai lớp. Bóng ơi anh cóm đây. Ôi dồi ôi, eo nó đùa đấy. Thật là tuyệt vời. Tuyệt vời. Ôi kìa 98 luôn anh rể ơi này. Em 98 nhưng mà đống 98 luôn. 98 đây anh nghe. Ca sĩ Tùng Dương này. Sobi Hoàng Sơn này, 98 này. Hai em đẹp đôi quá, chiêm hoàng. Đùa Bóng không chịu tạo đón nhận tình cảm gì. Diễn viên Long Sinh. Bóng ơi, kêu tiếng muỗi đi. Đừng có bảo anh Long kêu làm tiếng muỗi nữa, mình không thích con muỗi đâu. Tôi ghét con muỗi lắm mọi người ạ. Kìa, chị Vicky Bóng ơi, tuy em nhỏ tuổi 2004 nhưng trái tim em luôn hợp với người 2000 nhỉ. Ủa. Tôi có thù với con muỗi đấy, đừng có nhắc đến con muỗi cho mặt tôi nhá. Bây giờ thích làm tiếng gì thì chỉ làm tiếng cộng hưởng từ, chứ còn không có làm tiếng muỗi thì mủm gì cả. Cái âm thanh của lá. Đây, nhìn mặt anh Long này thôi, già xí khu đế rồi. Anh ta có muốn gì ấy? Làm sao để mỗi gia đình hai ba con vợ mà vẫn hạnh phúc hả anh chị á? Cái đấy thì mọi người hỏi anh Toàn Vẩu ấy. Anh ấy yêu Toàn một lúc mấy người thôi. Anh Toàn ấy, anh giỏi dã man luôn mọi người ạ. Anh Toàn một lúc Toàn yêu mấy người mà không bao giờ người này người kia đánh nhau thế mới hay. Toàn Vẩu Toàn yêu lúc hai ba người. Đúng rồi. Mà không ai biết luôn. Đúng rồi, ông anh giỏi dã man. Yêu không biết luôn. Yêu lúc hai ba người không ai biết luôn. Cho chị quả giấm mà không được đâu. Hôm nay anh ngồi cạnh chị Trấy ít nói hẳn. Không có đâu em ạ, chứ bình thường mồm anh liếm thoáng. Không, mình lên thì mình vẫn phải để cho chị nói chứ em. Mình phải nhường sân khấu cho người ta. Chứ làm sao mình ngồi mình nói để không cho người ta nói được. Nhường sân khấu, thế anh nói đi. Sao cái like này ai cũng biết anh Toàn vậy? Em ơi anh Toàn là idol giới trẻ mà em. Ừ. Anh Toàn là idol giới trẻ mà.